Vâng, em Chiến xin chào tất cả các bác. Nay em có về một con CD dòng Sony hồi gỗ xưa. Thì đây là một trong những con CD ở phân khúc tầm trung. Nó được anh em lựa chọn rất là nhiều. Thứ nhất về chất âm 338 ISD, sở hữu một cái âm rất là hay, chạy cấu hình 2 tăng phô và có hồi gỗ rất là dễ phối ghép với những dòng âm ly có size lớn, có khiển cho các bác nha. Những dòng Sony thì các bác biết rồi, tốc độ đẹp cũng như là nó sử dụng master, nên là hệ thống nhận đĩa đặt đĩa rất là nhanh gọn. Và âm thanh, cái mà chúng ta quan trọng nhất về Sony, tiếng rất là chi tiết và sáng tiếng. Trước khi vào chi tiết, em sẽ test hoạt động của máy sản phẩm. Máy có thiết kế rất là hài hòa và rất là đẹp, sang trọng. Nó trang bị tất cả những nấm phím chức năng trên máy luôn nha các bác, hoặc là các bác thể sử dụng trên khiển. Máy đọc rất là nhanh nha các bác. Nó nói về Sony thì tốc độ đẹp nó là đỉnh nha các bác. Nó sử dụng mắt từ nên chỉ cần chưa kịp thả tay là máy đã đọc rồi. Đây là phía trên của nắp máy. Giá con này là 6.500.000, đã bao gồm phí ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu hoặc 2 triệu thì em ship hàng tận nơi cho các bác. Máy sử dụng điện 100V. Hai hồi gỗ rất là đẹp nha các bác. Về chỉ có một con, bác nào lấy thì alo trực tiếp cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Giá đã bao gồm phí ship 6.500.000, chuyển khoản đủ là 6.300.000, bớt 200.000. Thì phía sau nó sẽ có những cổng kết nối như những con CD khác, có hai đường ra, đường maximum và đường dùng volume, điện 100V. Vuông thành sát cạnh đây nha các bác. Để xem được cấu hình, chúng ta chỉ cần mở bốn con ốc ra là ok. Cấu hình con này ở phân khúc tầm trung mà nó mang cấu hình rất là lớn nha, chạy 2 tăng phô riêng biệt, digital analog luôn nha. Thì bác nào yêu thích con này để nghe CD chất lượng cao ở tầm phân khúc này thì các bác nên lựa chọn dòng Sony 338 ISD hoặc để nhìn những model lớn khác phù hợp cho tầm tiền mà chúng ta sử dụng những sản phẩm. 338 ISD là một trong những con CD hay nha các bác, nó là nó hay. Vâng, bên đây là bên trong cấu hình của con 338 ISD. Với phân khúc tầm giá này thì em chưa tìm ra đối thủ nào để cạnh tranh với con 338 ISD của Sony. Nó chạy hai chip giai mã BCM58B đấy, của Japan. Một con hai con cho mỗi kênh nha các bác. Và đây những con chip xử lý âm thanh bo rất là đẹp, hai tăng phô riêng biệt, lock và digital. Máy đang hoạt động nha các bác. Hãy bắt nào lấy thì alo cho em Chiến nha. Chỉ có một em thôi, em về đợt này một con 338 ISD. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Bác nào có yêu thích con 338 ISD em đang giới thiệu này thì alo em Chiến trực tiếp qua số điện thoại trên. Em ship hàng toàn quốc cho các bác, được nhân viên giao hàng tận nơi cho các bác nha.